Nam mô A Di Đà Phật, lạy Phật Pháp Tăng Thường Trụ Tam Bảo, lạy Ngài Từ Bi Gia Hộ Phật Tử Thanh Tùng Minh Đức Thanh Phật Tử Thủy Dương Diệu Đức Pháp, xin phép bảo hòa đoàn duyên nhất thuần hành hòa. Cùng kính dốc lòng kính dạy Phật Pháp Tăng thường ở khắp mười phương, tất thảy cùng kính dốc lòng kính dạy Phật Pháp Tăng ở khắp mười phương, tất thảy cùng kính dốc lòng kính dạy Phật Pháp Tăng thường ở khắp mười phương. Hương thơm nguyện mây lành kết tụ, khói phẩm hương biến đủ mười phương, trong cảnh Phật đường trang nghiêm vô lượng tâm hương tỏ bày, đạo đủ đầy tiến hóa như lai hương thành quả chú biên. Giảng rồi tất thảy cùng kính dốc lòng kính lạy Phật Pháp Tăng thường ở khắp mười phương, thắng thần sự thần khác thường, thế gian khôn sánh ai đường ai bị, cao siêu bất khả tư nghị, nên con đảnh lễ không tùy chuyển này. Thần sắc vô tận Như Lai, trí tuệ vô lượng đức tài vô biên, tất thảy pháp trụ thường xuyên, cho nên con được về nương tựa nhờ. Sức chí nguyện lớn vô bờ, độ cho khắp cả mê mờ quần xanh, khiến bỏ nóng khổ thân mình, nước kia thanh định được sanh tức thời. Còn nay ba nghiệp sạch rồi, vì lễ tán sinh ngài chúng mình, nhân cùng hết thảy chúng sinh an vui nước Phật đồng sanh được về. Án phạ nhận la Phật, án phạ nhận la Phật, án phạ nhận la Phật. Nhất tâm đảnh lễ A Di Đà Phật, thanh tịnh diệu pháp thân cõi tịnh tường, cùng khắp pháp giới chư Phật. Nhất tâm đảnh lễ A Di Đà Phật, vi trần vi tần tướng hải thân cõi thực báo trang nghiêm, cùng khắp pháp giới chư Phật. Nhất tâm đảnh lễ A Di Đà Phật, giải thoát tướng nghiêm thân cõi an lạc, phương tiện thánh cử cùng tháp pháp rơi chư Phật. Nhất tâm đảnh lễ A Di Đà Phật, đại thừa căn giới thân gói ăn là phương tây cùng tháp pháp rơi chư Phật. Nhất tâm đảnh lễ A Di Đà Phật, thập phương lão vãn thân gói ăn là phương tây cùng tháp pháp rơi chư Phật. Nhất tâm đảnh lễ sao hành lý tam kinh, cả y chính tuyên dương cõi an lạc phương tây cùng pháp pháp rơi tôn pháp. Nhất tâm đảnh lễ quán thế âm bồ tát vạn đức tử kim thân, cõi an lạc phương tây cùng pháp pháp rơi bồ tát. Nhất tâm đảnh lễ đại thế chi bồ tát vô biên quan trí thân, cõi an lạc phương tây cùng pháp pháp rơi bồ tát. Nhất tâm đảnh lễ thanh tịnh đại hải chúng mãn phận nhị nghiêm thân, cõi an lạc phương tây cùng khắp pháp rơi thánh chúng. Con này khắp vị bốn lần ba cõi pháp rơi chúng sinh, tất nguyện vạn sự tam chướng quy mệnh sám hối. Chúng con nguyện trí tâm sám hối, cùng chúng sinh pháp rơi tỏ bày, đời tiên tới ngày vô mình trẻ lắm trẻ.
chẳng hay biết gì, nên lầm lỗi mê si đạo tàng. Do xấu cần theo pháp chẳng lành, cùng ba nghiệp nối nhau hành. Mười điều ác phạt rộng thành vô biên, năm vô gián chuyển niên chúng tội, không thể nào nói nổi cho cùng. Mười phương chư Phật không ngừng phóng quang soi sạch sáng trưng trong đời. Pháp đầy ắp ngập trời hương vị, đại lý màu thường trụ vô ngần. Con từ vô thủy duyên trần, ba nghiệp tâm tối sáu căn lấp đầy. Chẳng phân biệt, chẳng nghe, chẳng thấy, theo nghiệp duyên từ đấy nổi trôi. Trong vòng sinh tử luân hồi, trải môn nguyện kiếp nghĩa rồi thoát ra. Kinh rằng đức giá là tiến hóa, pháp âm truyền khắp cả mười phương. Ở nơi phường thịnh quang, nên các pháp đều pháp đường như lai. Bồ minh dắt con hoài theo dạy, nên bồ đề chẳng thấy sạch trong. Cảnh giải thoát mà buộc trầm, nên này một lòng ăn năn. Trước sự Phật đem thân khủng đối, xin pháp lộ sám hối Di Đà. Con cùng chúng sinh gần xa, sáu căn tội lỗi do ba độc làm. Từ vô thủy đã ham cây tạo, hoặc vị lai hiện tại do mình. Hoặc nghe hoặc thấy làm thinh, hoặc xui người mà mình đeo vui. Hoặc là nhớ hoặc rồi quên biệt, hoặc biết hay chẳng biết lỗi gì. Hoặc là nghi hoặc chẳng nghi, hoặc là che giấu hoặc thì chẳng che. Hết này tội đầu nghe nặng nhẹ, rốt ráo đều sạch sẽ tiêu tan. Còn xin sám hối cầu an, sáu phần ba nghiệp nhẹ nhàng sạch tinh. Để được chọn căn lành tu khổ, hồi hướng về tịnh độ trang nghiêm. Chúng con đều được như nguyện, đấm sinh an dưỡng nương duyên Di Đà. Nguyện đức Phật xa bà hằng độ, khiến cho con được chỗ căn lành. Hiện tiền bằng tiếng tình anh, nhân duyên tịnh độ để giành lâm chung. Thân chính nhận tâm cùng nghe thỏ, thận mắt thấy rõ Di Đà. Cùng từ thánh chúng cầm hoa, tiếp con trong khoảng sát ma trước ngài. Đủ đạo hạnh tâm khai Bồ Tát, độ chúng sinh rộng khắp Bồ Đề. Sám hối phát nguyện rồi quy mệnh, lễ A Di Đà Phật cùng khắp bậc tam bảo. Sám hối phát nguyện rồi quy mệnh, lễ A Di Đà Phật cùng khắp bậc tam bảo. Sám hối phát nguyện rồi quy mệnh, lễ A Di Đà Phật cùng khắp bậc tam bảo. Lương vừa bén trên bàn, khắp trong gói phát đạo chẳng thơm thay. Hải hội chư Phật đều hay, theo chỗ thân kết đài mấy trăm lành. Ân cần giải tỏ lòng thành, toàn thân chư Phật hiện hành độ cho. Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát, Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát, Nam mô Hương Cái Bồ Tát Ma Ha Tát. Thần chú sạch khẩu nhận, án tu lì tu lì ma ha tu lì tu tu lì tát ba ha. Án tu lì tu lì ma ha tu lì tu tu lì tát ba ha. Án tu lì tu lì ma ha tu lì tu tu lì tát ba ha. Thần chú sạch thân nhận, án tu đa lì tu đa lì tu ma lì tha ba ha.
đô đa lê đô đa lê đô ma lê a ba ma ăn đô đa lê đô đa lê đô ma lê a ma ha thần số sạch tam nghiệp ấn sa pha ba pha phần đà sa pha ba pha trận độ hàm ấn sa pha trận đà sa pha đạt ma sa pha ba pha trận độ hàm ấn sa pha ba pha trận đà sa pha đạt ma sa pha ba pha trận độ hàm thần số an thổ địa nam mô tam đán ba một đà nấn ấn độ đô đổ đô địa vĩ tán bà ha nam mô tam đán ba một đà nấn ấn độ đô đổ đô địa vĩ tán bà ha nam mô tam đán ba đà nấn ấn độ đô đổ đô địa vĩ tán bà ha thần chú bà cúng rằng ăn ngà ngà nắng tam bà phà vận nguyện la hồng ăn ngà ngà tam bà phà vận nguyện la hồng ăn ngà ngà nắng tam bà phà vận nguyện la hồng khai kinh Phật pháp cao sâu rất nhiệm màu muôn đời khó gặp dễ hay đâu còn này nghe thấy được thì độ chân nghĩa như lai nguyện hiểu sâu nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật phật nói kinh a di đà chính thực tôi nghe một lời đức phật ở nước xá vệ ngài ngự tại vườn ông cô độc trong đó có những cây của thái tử vì đà cùng với các bậc đại tỷ kheo tăng 1250 vị dự hội đều là tại a la hán lời đó lại chúng đều biết trưởng lão xá lợi pháp ma mục điển liên ma ca diếp ma ca thiên thiên ma ki yêu ma ni bà la châu lợi nan la la hầu la kiều phạm ma đề tân đầu lưu la phả la tọa ca lưu đà di ma ha ca diếp tân la bả câu la a lâu lâu đà và nhiều bậc tử khác như thế nữa lại có các bậc đại bồ tát là văn thù sư lợi pháp vương tử a giật na bồ tát càn ta ha đề bồ tát tưởng tinh tiến bồ tát bồ tát khác như thế nữa cả vua trời đế thích và các vua khác cùng với nhiều đấng trên các cõi trời lại cùng các cõi khác đông không thể kể xếp đến dự hội bấy giờ đức phật bảo ngài trần xá lợi phất rằng từ đây đi về hướng tây qua mười muôn ước cõi phật có một thế giới tên là cực lạc cõi ấy có đức phật a di đà hiện đang thuyết pháp xá lợi phất này cõi đó vì sao tên là cực lạc vì chúng sinh cõi đó có những nỗi khổ chỉ hưởng những điều vui nên gọi là cực lạc lại nữa xá lợi phất có nước cực lạc có bảy lần bao lớn bảy lần dưới răng bảy hàng cây toàn bằng bốn thứ bao bao bọc xung quanh bởi thế nước kia tên là cực lạc lại nữa xá lợi phất có nước cực lạc có ao bảy thứ bao trong ao đầy đủ nước tám công đức đáy ao toàn bằng các bàn giải làm đất bốn bên đường đi toàn bằng vàng bạc đi pha lê tạo thành trên lầu các cũng toàn bằng vàng bạc lưu đi pha lê xa cờ xích châu mã não sản xuất kinh nghiệm mà dành có như bánh xe màu xanh ánh sáng xanh màu vàng ánh sáng vàng màu đỏ ánh sáng đỏ màu trắng ánh sáng trắng màu nhiệm thêm ngát và tính ghép xá lợi phất này gói nước cực lạc thành diễm như vậy là do công đức tạo thành trang nghiêm lại nếu xá lợi phất gói nước phật nơi kia tường nổi nhà trời đất bằng vàng dòng sáu trời trời như mưa xuống là mặn bà la chúng sinh gói đó thường khi sáng sớm lấy những y cách được các hoa thơm đi cũng thường mới phương an cõi phật kịp đến giờ ăn liền về bản quốc ăn xong cơm nước đi dạo thành thơi xá lợi phất này cõi nước cực lạc thành dịch là do công đức tạo thành trang nghiêm rồi lại nữa xá lợi phất ơi nước kia thường có dùng các loài chim đẹp màu đẹp vẻ chim hạc trắng chim bẹt chim cân chim xá lợi chim ca lăng tần ra chim cộng mạc những loài chim mấy ngày đêm sáu thời tiếng ngóc và nhã âm thanh đó phát ra các pháp ngũ căn ngũ lực tất bồ đề phận bát thánh đạo phận pháp ca cũng như thế nữa chúng sinh nói ấy nghe tiếng ấy rồi thảy đều niệm phật niệm pháp niệm tăng xá lợi phất này ông nhớ cho rằng chim ấy thật vì tội báo mà phải sinh ra tại vì lẽ sao vì đức phật nơi kia không bao giờ có ba đường ác xá lợi phất này cõi nước phật nơi đó cái tên còn không thể có huống chi lại có đường ác tật ư lại phải chim ấy là do đức phật a di đà muốn cho tiếng pháp chuyển cả khắp mọi nơi mà biến nó ra xá lợi phất này cõi nước
cây viu thổi những hàng cây báo những lưới hạt răng rung động phát ra đủ tiếng nhiệm màu như là trăm nghìn những thứ âm nhạc đồng thời nổi lên người nghe trong đó tự nhiên thinh vui lòng niệm Phật niệm pháp niệm tăng xá lợi khắp này cõi nước Phật kia thành điệu như vậy là do công đức tạo thành xa nhân xá lợi khắp này ý không thế nào nơi kia vì sao hiệu là a di đà xá lợi khắp này đức Phật hào quang sáng láng vô cùng soi suốt khắp cả các nước khắp cả mười phương không còn chỗ chứng ngại vì thế nên hiểu là a di đà lại nữa xá lợi phất nước kia và nhân dân của ngài sống lâu vô cùng không thể kể xếp và bao nhiêu kiếp vì thế nên hiểu là a di đà xá lợi phất này đức Phật a di đà thành Phật đến nay đã được mười kiếp lại nữa xá lợi phất này đức Phật nơi kia có nhiều đệ tử thanh văn đều là bậc a la hán không thể tính đến mà biết được các hàng bồ tát cũng đông như thế xá lợi phất này Phật nơi kia thành diệu như vậy là do công đức tạo thành trang nghiêm lại nữa xá lợi phất cõi nước Phật chúng tình sống ở đấy đều là những bậc không còn phái triển trong đó có rất nhiều vị nhất sanh bổ xứ số đó đông không thể tính đến mà biết được đó là nhiều vô lượng vô biên a tăng thì mà thôi xá lợi phất này chúng sinh nghe rồi nên mong phát nguyện được sang sinh là vì lẽ sao vì được cùng với các bậc thượng thiện như thế hội tụ một nơi xá lợi phất này chẳng có thể lấy thiện căn phúc đức nhân duyên mà sinh sang nước kia đâu xá lợi phất này thiện nam tử thiện nữ nhân nào mà được nghe nói đức Phật là a di đà mà rồi nhớ kỹ lấy danh hiệu của ngài mà niệm trong một ngày hoặc hai ngày hoặc ba ngày hoặc bốn ngày hoặc sáu ngày hoặc bảy ngày một lòng tâm không tập loạn thế là người ấy đến khi lâm chung đức Phật di đà cùng hàng thánh chúng hiện thân trước người đó lúc chết tâm công điên đảo liền được vãng sinh về nước cực lạc của đức Phật a di đà xá lợi phất này ta thấy lợi như thế cho nên nói thế nếu có chúng sinh nghe lời nói ấy nên mong phát nguyện sinh ra nước kia xá lợi phất này như ta hôm nay khen ngợi công đức lợi ích chẳng thể nghĩ bàn của đức Phật a di đà thì bên công đông có đức a xúc đề phật tu di tướng phật đại tu di phật tu di quang phật diệu âm phật còn nhiều phật khác như các sông hằng thế nữa đều ở nước mình hiện ra tướng nơi dài rộng xe khắp ba ngàn đại thiên thế giới nó lời thành được rằng chúng sinh các người nên tin kinh này kính cắn ban công đức chẳng sinh nghĩ bàn mà được hết tẩy chư phật hồ niệm xá lợi phất này thế giới phương nam có đức nhật nguyệt đăng phật danh văn quang phật đại diện kiên phật tu di đăng phật vô lượng tinh tấn phật phật khác như các sông hàng cũng như thế nếu đều ở nước mình hiện ra tướng lưỡi dài rộng che khắp ba ngàn đại thiên thế giới nói lời thành thực rằng chúng sinh các người nên tin kinh này là một bản kinh tán tán công đức như bàn và được hết tẩy chư phật hồ niệm xá lợi phất này thế giới phương tây có đức vô lượng thọ phật phật thông phật vô lượng tràng phật đại quang phật đại minh phật bảo tông phật tịnh quang phật còn nhiều phật khác như các sông hàng cũng như thế nữa đều ở hiện ra tướng lưỡi dài rộng che khắp ba ngàn đại thiên thế giới nói lời thành thực rằng chúng sinh các người nên tin kinh này là một tán tán công đức chẳng sinh nghĩ bàn và được hết tẩy chư phật hộ niệm xá lợi phất này thế giới phương bắc có đức diệu kiêm phật tối thắng âm phật phật nhật sinh phật bóng minh phật còn nhiều phật khá nhiều các sông hằng cũng như thế nữa đều mình hiện ra tướng lưỡi dài rộng che khắp ba ngàn đại thiên thế giới nói lời thành thực rằng chúng sinh các người nên này là một bản kinh tán tán công đức chẳng sinh nghĩ bàn và được hết tẩy chư phật hộ niệm xá lợi phất này thế giới hạ vương có đức phật danh văn phật danh quang phật đạt ma phật phát tràng phật gì khác phật còn nhiều phật khác như các sông bằng thế nữa đều ở nước mình hiện ra tướng lưỡi dài rộng che khắp ba ngàn đại thiên thế giới nói lời thành được chúng sinh các người nên tin kinh này là tán tán công đức chẳng xích ni bàn và được hết tẩy chư phật hộ niệm xá lợi phất này thế giới phượng vương có đức phật âm phật tú vương phật hương tượng phật hướng quang phật đại diện kêu la phật tạp sắc bảo hoa nghiêm tân phật ta la thụ vương phật là đức phật kiến nhất tiết nghĩa phật như tu di phật sơn phật đang còn nhiều phật khác như các sông hằng cũng như thế nữa đều mình hiện ra tướng lưỡi dài rộng che khắp ba ngàn đại thiên thế giới nói lời thành được rằng chúng sinh các người nên tin kinh này bản kinh tán tán công đức chẳng xiết nghĩ bàn và được hết tẩy chư phật hồ niệm xá lợi phất này nhưng thế nào vì sao kinh này tên là hết tẩy chư phật sở hồ niệm xá lợi phất này thiện nam tử thiện nữ nhân nào nghe kinh này rồi chịu nhớ kỹ lấy và nghe danh hiệu của đức phật thì thiện nam tử nhân ấy được hết tẩy chư phật hồ niệm chẳng hề lui chuyển đều được chứng đạo vô thượng thánh đẳng thánh giác bởi thế các âm nên xá lợi phất ơi nếu các ông đều tin lời ta và lời của các đức phật đã nói xá lợi phất này nếu có người nguyện xin sang nước phật a di đà ai đã phát nguyện ai nay phát nguyện ai sẽ phát nguyện thì những người ấy đều được chuyển ở cõi nước kia hoặc sinh về hoặc nay sinh về hoặc sẽ sinh về đều chứng đạo vô thượng bồ đề bởi thế cho nên xá lợi phất ơi các thiện nam tử thiện nữ nhân nào nếu có ai tin thì nên phát nguyện sinh ra nước kia xá lợi phất này như ta ngày nay khen ngợi công đức chẳng xích nghĩ bàn của các đức phật thì các đức phật khen ngợi công đức của ta chẳng xích nghĩ bàn mà nói lời này đức phật thích ca mâu ni là
làm được những việc rất khó, nhưng có ở ngay giữa cõi xa bà cam khổ. Và cái đời có năm ác trực, kiếp trực, kiến trực, phiền não trực, chúng sinh trực, bệnh trực, chung vì thế chúng được vô thượng bồ đề đại vị. Nói pháp ấy vì hết hết này, thế gian có tin xã lợi phất này, nên phải biết rằng ta ở cõi đời có năm ác trực, rất khó làm, mà nay đã làm được, nên nay chứng quả vô thượng bồ đề vì hết cảnh thế gian. Có tin thật là việc khó, Đức Phật nói chính này rồi. Ngài xá lợi phất cùng các tỷ kheo hết cảnh thế gian, cõi trời, cõi người và A-tu-la cùng các cõi khác nghe Đức Phật dạy vui mừng tin nhận, đảnh lễ rồi lui. Đức Phật nói kinh A-di-đà. Căn bản xích nhìn độ la la ni đà mô a di đà la 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 la
Thầy lực vương Phật, Nam mô hư không bảo hoa quang Phật, Nam mô lưu ly trang nghiêm vương Phật, Nam mô phổ hiện sắc thân quang Phật, Nam mô bất động trí quang Phật, Nam mô hàng phục súng ma vương Phật, Nam mô tài quang minh Phật, Nam mô trí tuệ thắng Phật, Nam mô Di Lặc Thiên Quang Phật, Nam mô Thiện Tịnh Nguyện Âm Diệu Tôn Chí Vương Phật, Nam mô Thế Tịnh Quang Phật, Nam mô Lâm Chủng Thượng Tôn Vương Phật, Nam mô Nhật Nguyện Quang Phật, Nam mô Nhật Nguyện Châu Quang Phật, Nam mô Tuệ Tràng Thắng Vương Phật, Nam mô Sư Tử Thống Tự Tại Lực Vương Phật, Nam mô Diệu Âm Thắng Phật, Nam mô Thường Quang Tràng Phật, Nam mô Quán Thế Đăng Phật, Nam mô Tuệ Vi Năng Vương Phật, Nam mô Pháp Thắng Vương Phật, Nam mô Tu Di Quang Phật, Nam mô Tu Ma Na Hoa Quang Phật, Nam mô Yêu Đàm Phát La Hoa Thù Thắng Vương Phật, Nam mô Đại Tuệ Lực Vương Phật, Nam mô A Sơ Tỳ Hoan Hỷ Quang Phật, Nam mô Vô Lượng Âm Thanh Vương Phật, Nam mô Tài Quang Phật, Nam mô Kim Hải Quang Phật, Nam mô Sơn Hải Tuệ Tự Tại Thông Vương Phật, Nam mô Đại Thông Quang Phật, Nam mô Nhất Thiết Pháp Tràn Mãn Vương Phật, Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Kim Cương Bất Hoại Phật, Nam mô Bảo Quang Phật, Nam mô Lâm Tôn Vương Phật, Nam mô Tinh Tiến Quân Phật, Nam mô Tinh Tiến Hỷ Phật, Nam mô Bảo Hỏa Phật, Nam mô Bảo Nguyện Quang Phật, Nam mô Hiện Vô Ngu Phật, Nam mô Bảo Nguyện Phật, Nam mô Vô Cấu Phật, Nam mô Ly Cấu Phật, Nam mô Dũng Thí Phật, Nam mô Thanh Tịnh Phật, Nam mô Thanh Tịnh Thí Phật, Nam mô Ta Na Phật, Nam mô Thủy Thiên Phật, Nam mô Kiên Đức Phật, Nam mô Chiên Đàn Công Đức Phật, Nam mô Vô Lượng Cũng Quang Phật, Nam mô Quang Đức Phật, Nam mô Vô Ưu Đức Phật, Nam mô Na La Diên Phật, Nam mô Công Đức Hòa Phật, Nam mô Liên Hoa Quang Du Hí Thần Thông Phật, Nam mô Tài Công Đức Phật, Nam mô Đức Niệm Phật, Nam mô Thiện Danh Xưng Công Đức Phật, Nam mô Hồng Diệt Đế Tràng Vương Phật, Nam mô Thiện Du Bổ Công Đức Phật, Nam mô Đấu Chiến Thắng Phật, Nam mô Thiện Du Bộ Phật, Nam mô Chu Tát Trang Nghiêm Công Đức Phật, Nam mô Bảo Hoa Du Bộ Phật, Nam mô Bảo Liên Hoa Thiện Dụ Ta La Thụ Vương Phật, Nam mô Pháp Giới Thần A Di Đà Phật. Khắp trong tất cả thế giới như thế thường trụ tại trong đời. Xin các Đức Phật Thế Tôn dung tử niệm con hoặc đời này của con, hoặc đời trước của con từ vô tỷ sinh tử nhẫn đến nay gây vạn điều tội lỗi hoặc tự mình làm hoặc bảo người làm, thấy người làm mà vui mừng theo đồ vật của Pháp, của Hiện Tiền Tăng hay của Tứ Phương Tăng, tự mình lấy hoặc bảo người lấy, thấy người lấy mà vui mừng theo năm tội vô gián, hoặc tự mình làm bảo người làm, hoặc thấy người làm mà vui mừng theo
điều bất thiện hoặc tự mình phạm hoặc bảo người phạm, thấy người phạm mà vui mừng theo bao nhiêu tội của con cây đạo xa, hoặc có che giấu không che giấu đáng đọa địa ngục ngạ quỷ súc sinh các ác tu các đọa vào chốn biên địa hạn hạ tiện kẻ ác kiên tội xương đáng bị đọa vào các nơi khổ. Nếu như thế này con đều sám hối. Này các đức Phật Thế Tôn thâu xứng biết cho con lại với xương các đức Phật Thế Tôn bạch lời này hoặc lời này của con hoặc lời khác của con đã từng làm việc bố thí hay gìn giữ pháp giới trong sạch nhẫn đến thí cho loài thú vật một lưng cơm đã từng tu hạnh thanh tịnh có bao nhiêu căn lành thành tiểu chúng sinh có bao nhiêu căn lành tu hành đạo bồ đề có bao nhiêu căn lành cho đến đã từng phát tâm vô thượng phật trí có bao nhiêu căn lành hợp nhóm so đến tinh lượng cả căn lành thảy đều hồi về đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác các đức phật trong thửa quá khứ vị lai và hiện tại từng hồi hướng như thế nào chúng con cũng xin hồi hướng như thế đó tội lỗi con đều sám hối tăng phúc lành dân đối vui theo tình trạng công đức bấy nhiêu nguyện thành vô thượng trí mầu nhiệm thay phật quá khứ vị lai hiện tại trong chúng sinh thắng đại thánh vương biển ơi công đức khôn lường con nay quy mạch nguyện hương cúng dường tụng các giới mười phương khắp chốn cả ba đời các đống pháp phương con lấy ba niệm thành lương lễ khắp tất cả mười phương vẹn toàn quy thần lực phổ hiền hạnh nguyện trước Như Lai khắp hiện tự thân mỗi thần hiện thái trần thân nhất nhất lễ khắp sai trần thế tôn trong một trần có trần số phận đều ở trong hội bậc thiện nhân các cùng thế giới bụi trần đến sau chư Phật đủ phần đầy trong dùng hết thảy âm thanh như biển diệu ngôn từ biến chuyển khắp thân vị lai hết thảy kiếp đời ngợi khen chư Phật đức người biển khơi dâng hoa đẹp tỏa mùi thơm ngát cùng hương xoa kỹ nhạc lộng thần kế như đổ tốt sang hoàng con dâng chư Phật cũng giải thanh lương y tối thắng cùng hương tối thắng với đuốc đèn hương phấn hương sông thảy đều như diệu cao phong cũng giảng chư Phật con đồng dâng lên tâm thắng giải mênh mông con dụng Phật ba đời thảy cũng tinh kiên đều đường hạnh nguyện phổ hiển cúng dường chư Phật khắp miền nước non bao nghiệp ác xưa con tạo sới đều do si cùng với tam sân sinh ra từ miệng ý thân con nay sám hối ăn năn đủ đường chúng sinh cả mười phương đều khắp hữu học cùng vô học nhị thừa chư Phật bổ tát bao nhiêu công đức hết thảy con theo vui mừng thế gian đang trong mười phương nước có vị nào mới được bồ đề con nay đều xin thỉnh về giảng truyền diệu pháp chủ đề truyền ban chư Phật định niết bàn nhập diện con trí thành đa thiết ân cần xin Phật ở mãi cõi trần cứu độ lợi lạc muôn phần chúng sinh bao nhiêu khúc cung giảng lễ tán tỉnh ở đời Phật chuyển pháp luân vui theo sám hối thiện căn hồi sinh hướng Phật cao tăng bồ đề
nguyện đem công đức hướng thẳng rằng thẳng tới hồi hướng trần pháp giới Phật đà, tính tướng Phật pháp tăng giả, hải ấn tam muội dung hòa tục chân, biển công đức vô ngần như thế. Hồi hướng con cả thể đều sinh, nơi thân khẩu ý chúng sinh, thì thấy chính pháp mặc mình chế bài, bao nghiệp chướng sâu xa như vậy đều tiêu tan, vận vô dư, niệm niệm pháp giới chi chu, chúng sinh rộng độ đồng tu chẳng lùi, diệt thế giới bầu trời có thể, niệm chúng sinh hết cả não phiền, vốn pháp rộng lớn vô biên, nguyện con hồi hướng cũng lên như vậy. Nam mô đại hạnh phổ hiền bồ tát, Nam mô đại hạnh phổ hiền bồ tát, Nam mô đại hạnh phổ hiền bồ tát. Tâm kinh Bát Nhã Ba La Mật, thì ngài quán tự tại bồ tát thực hành sâu xa, Nhà La Mật Đa ngài soi thấy năm bẩn đều không được độ, hết thảy khổ ách này xá lợi tử sắc chẳng ác không không chẳng, sắc sắc tức là không không tức là sắc, thủ tưởng hành thức cũng đều như thế. Ông xá lợi tử tướng không của mọi pháp, không sanh không diệt không nhơ sạch, không thêm không bớt, cho nên trong thân không có sắc, không có thủ tưởng hành thức, có mắt tai mũi lưỡi thân ý, không có sắc thanh hương vị xúc pháp, có nhãn giới cho đến không có ý thức giới, không có vô minh, không có cái hết vô minh, cho cả cái già chết cũng không có cái hết già chết, không có khổ tâm diệt, không có trí tuệ cũng không có chỗ chứng đắc, vì không có chỗ chứng đắc. Tát y theo Bát Nhã Ba La Mật nên tâm không ngăn ngại, vì không ngăn ngại nên không sợ, xa hẳn mộng tưởng điên đảo, đạt tới cứu kinh niết bàn, chư Phật trong ba đời cũng y bảo Bát Nhã Ba La mà chứng được đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, cho nên Nhã Ba La Mật Đa là đại thần chú, là đại minh chú, là vô thượng chú, là vô đẳng đẳng, trừ được hết thảy chân thật không ư. Vì vậy nói bài chú Ba La Mật Đa liền nói bài chú rằng: Yết nê, yết nê ba la, ba la tăng yết nê bồ đề tát ba la ma, mắt nhã ba la mật đa yết nê yết nê ba la, ba tăng yết nê bồ đề tát ba la ma, mắt nhã ba la mật đa yết nê yết nê ba la, yết nê ba la tăng yết nê bồ đề ba la mắt nhã ba la mật đa. Các vị chư thiên hộ pháp thường trụ tam bảo 33 cõi trời, hôm nay xin cung thỉnh các vị chư thiên lạy các bậc tăng giả, các bậc đại a la hán hôm nay về đây chứng tâm lễ bạc lòng thành hồi hướng lạy Phật A Di Đà, tiếp dẫn hương linh thất tổ kỳ huyền bách gia trăm họ, hương linh anh hùng chiến sĩ vì nước hy sinh, hương linh thất tổ kỳ huyền họ Nguyễn Các, họ Nguyễn Văn, họ Nguyễn Như, họ Nguyễn, họ Bùi, họ Phạm, họ Trương, họ Vũ, họ Hoàng, họ Chu, họ Trần, họ Cấn, họ Đạt, họ Doãn, họ Đản, họ Đinh, họ Lê, họ Hà, họ Cao, họ Kiều Khổng, họ Đăng, họ Đỗ, họ Chử, họ Phùng, họ Khuất, họ Thi, họ Triệu, họ Võ, họ Lưu, bách gia trăm họ, tiền chủ ở chủ thâm ni loại cô hồn ngạ quỷ ở xa phải khuất nơi đây, và các quan gia trái chủ trong nhiều đời nhiều kiếp cũng như hiện tại hữu hình và vô hình, nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo tân này thần danh nói các bạn. Xin cung thỉnh hương linh Nguyễn Thị Hợp, hiệu Diệu Hợi, sinh năm 1942, nhân ngọ hưởng dương, 82 tuổi, tại thôn một Mê Linh Lâm Hà Lâm Đồng, được siêu sinh tịnh độ Tây Phương Cực Lạc, hương linh Lưu Văn Trật, hưởng dương 82 tuổi, tại Việt Nam Quốc Lâm Đồng tỉnh Lâm Hà huyện Phú Sơn xã thôn Ngọc Sơn Ba, là hiền khảo của trai chủ Lưu Văn Tẩn Niên Canh, nhân Tý Niên 52 tuổi, thê Lê Thị Dung Niên Canh ấp Xỉu Niên 39 tuổi, cùng đồng gia dương môn quyến đảng đạn trú tại địa trên địa chỉ trên, nhất tâm theo cùng đem công đức này hồi hướng cho trai chủ Trần Văn Phương, cho hương linh Trần Văn Phương sinh năm 2004 giáp Tân hưởng dương 20 tuổi, tại tổ 3 đội 7 xã Văn Giang,
Minh Giang Hải Dương được siêu sinh tịnh độ Tây Phương Cực Lạc tu học Phật Đà nương tựa pháp Như Lai. Các vị hãy nghe tôi đây, người đến trước đứng trước, người đến sau đứng sau, ngày ngắn chỉnh tề, xiêm y lễ mão, y phục chắp tay cúi đầu đảnh lễ. Nam mô Cầu Xá Môi Từ Phủ A Di Đà Phật Thế Tôn, nguyện vãng sinh Tây Phương Cực Lạc quốc. Nam mô Cầu Xá Môi Từ Phủ A Di Đà Phật Thế Tôn, nguyện vãng sinh Tây Phương Cực Lạc quốc. Nam mô Cầu Xá Môi Từ Phủ A Di Đà Phật Thế Tôn, nguyện vãng sinh Tây Phương Cực Lạc quốc. Vãng sinh tịnh độ thần rời bỏ vô minh an trú chánh niệm mà giờ khi sắc thân không còn, các quý vị hãy cùng nghe tôi đây, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, quy Tam Bảo. Các vị cùng tôi lạy hồng danh Đức Phật A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật,
A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Bạch Y Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Bạch Y Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Bạch Y Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Chí Tâm Đảnh Lễ Nam Mô Đại Hùng Đại Lực Đại Thế Chi Bồ Tát. Nam mô Đại Hùng Đại Lực Đại Thế Chi Bồ Tát. Nam mô Đại Hùng Đại Lực Đại Thế Chi Bồ Tát. Chí Tâm Đảnh Lễ Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Chí Tâm Đảnh Lễ Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chung Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chung Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chung Bồ Tát. Hồi hướng công đức tụng kinh Di Đà cầu siêu là hạnh tốt lành, vô biên phước đức sẵn sàng chúng sinh, tất cả hàm linh thầy đều tỏ ngộ phẩm kinh diệu huyền, nguyện theo ba chứng ma phiền, trí tuệ phá xiển vô minh, nguyện từ độ chứng tiểu linh, hành hành của các tổng kinh tấn làm, có thiện siêu phàm hoa sen chính phẩm là hàm mạch ca hoa lợt, là vô trình chứng ngộ bạn ta thánh hiền, nguyện đem công đức hiện tiền hướng về tất cả các miền gần xa, con bà con, cả chúng sinh giác ngộ chan hòa. Án quy tự quy Phật đương nguyện chúng sinh thể theo đạo cả phát lòng vô thượng. Tự quy pháp đương nguyện chúng sinh thấu rõ hiện dạng trí huệ như hải. Tự quy tăng đương nguyện chúng sinh thông lý đại chúng tất thảy vô ngại. Quả nam thánh chung nguyện di thử công đức phổ cập ơi nhất thiết ngã đẳng sinh giai cộng thành Phật đạo. Phật tử họ Nguyễn Con nguyện đem công đức này hồi hướng cho trai chủ Nguyễn Văn Định 92 tuổi thôn Kiểm Ngọc Sơn Hiệp Hòa Bắc Giang là anh sinh của Nguyễn Thị Tâm, tế tử Nguyễn Văn Nhơn, tôn ngoại Nguyễn Ngọc Hiếu, Nguyễn Hồng Ánh, Nguyễn Văn Trung, Nguyễn Bảo Long, Đồng Gia Dung Môn Quyết Nẳng ở Việt Nam Quốc, Bình Dương tỉnh Thuận An, lái theo khu phố Bình Hòa, số nhà 11/2 phòng 1A được tai qua là ách, nguyện đem công đức này hồi hướng cho trai chủ Nguyễn Thị Quê hiệu Diệu An. Sinh năm 1955, Ất Mùi, 69 tuổi, tại Chùa Văn An, Liên Nghĩa Đức Trọng, Lâm Đồng, được mạnh khỏe, bình an, nương tựa Phật đã được bách bệnh tiêu tán, bạn bệnh tiêu trừ, tu học Phật đạo tinh tấn. Nguyện đem công đức này hồi hướng cho các trai chủ hương linh y thủ tạ mộc phảng phất nơi đây, được siêu sinh Tây Phương cực lạc
nguyện đem công đức này hổ hướng cho các vị trai chủ hôm nay. Nguyện đem công đức cầu siêu cho kỷ nguyên tất tổ nội ngoại tiền linh thúc ba đệ huynh cô di tỷ muội bảng trường văn huống Trần Thị Năm, Trần Huệ, Phan Thị Trẻ, Nguyễn Thị Quyến, Trần Văn Vảng, Trần Trí Cảnh, Trần Văn Đô, Võ Văn Sánh, Võ Văn Sâm, Đỗ Quang Hiển, Nguyễn Thị Mai, Trường Văn Sáu, Trường Thị Mỹ Trì, Trường Văn Lải, Nguyễn Thị Sâm, Nguyễn Thị Hơn, Nguyễn Thị Vui, Trần Ngọc Sánh Ca Sa, Trần Ngọc Mích, Trần Văn Đương, Trần Văn Chính, Thừa Tư Công Đức Lực, Tiệt Tội Diệp Phúc Sanh, Căn Lành Tăng Trưởng, Tốc Xả Mê Đổ, Siêu Sanh Tịnh Độ, Đà Di, Đà Phật, Lạy Phật Pháp Tăng, Thường Trụ Tam Bảo, Tử Vi Gia Hộ, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật.